Xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng là ai trong chúng ta một lần trong đời thì đều có thể bị mắc phải đau lưng. Và điều đáng nói đây là nếu như bệnh này điều trị không đúng phương pháp thì nó chỉ tốn kém đến thời gian và chi phí điều trị mà còn khiến cho bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Và trường hợp nặng thì có thể khiến cho người bệnh yếu liệt và không kiểm soát được những cái khả năng vận động dẫn đến tàn phế. Bên cạnh đó thì việc điều trị đau lưng còn theo những cái bài thuốc dân gian như là đắp lá hoặc là cao dán thì còn dẫn đến nhiều cái di chứng nặng nề cho cơ thể. Và chương trình trực tiếp bác sĩ gia đình hôm nay với chủ đề là những sai lầm trong điều trị đau lưng sẽ giúp cho những người đang có vấn đề về xương khớp hiểu rõ hơn về cấu trúc của hệ xương khớp, nguyên nhân gây bệnh để biết cách điều trị đau lưng như thế nào. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta hôm nay là vị bác sĩ đến từ phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Thư xin được giới thiệu bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc. Cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Và như thường lệ thì trước khi bắt đầu cuộc trao đổi trong chương trình hôm nay, xin được mời bác sĩ Kim Ngọc và quý khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự. Đau lưng với các bệnh lý như thoái quá cột sống, thoát vị đĩa đệm cột sống, thần kinh tọa đang là bệnh khá phổ biến tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Theo số liệu, mỗi năm số người mới mắc bệnh đau lưng do thoát vị đĩa đệm chiếm từ 5 đến 10% dân số. Theo các chuyên gia, đau lưng là bệnh lý phổ biến thời hiện đại nhưng lại rất khó điều trị. Nguyên nhân không phải vì ngành y tế chưa có phương pháp điều trị ưu việt mà do người bệnh không đủ kiên trì và nhận thức đúng về bệnh lý để áp dụng điều trị hiệu quả. Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp đau lưng mãn tính do điều trị sai phương pháp, chẳng những gây tốn kém thời gian, chi phí điều trị mà còn khiến bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Trong đó, có các phương pháp dân gian như đắp lá, đắp thuốc, nắn xương, bấm quyệt. Các phương pháp này thường chỉ giúp giảm triệu chứng của bệnh chứ không có tác dụng điều trị. Tôi cũng bị vấn đề thứ quá có cái cột sống này nè. Tôi đi có cái bệnh viện kia đầu tiên là tôi chăm cứu ở địa phương thì mình thấy nó đỡ, nó không nhức. Chứ khi mà một hồi sau mình về nhà rồi là nó cũng nhức lại, nó là còn đau không. Mình cứ uống thuốc tầm phức và thôi đó. Ra mấy cái cơ sở y tế họ bán á, chẳng qua họ bán thuốc giảm đau cho mình thôi. Mình về mình uống vô là thấy nó mới giảm đau thiệt. Nhưng mà cuối cùng nghĩ là lâu lâu lại là nó cũng êm lấy nhất cái kia đó. Đau lưng từ năm 2017, nó đau vào trên cổ về tới lưng, cũng không ngủ được luôn, cũng đi xoa bóp chỗ này chỗ kia. Sau đó đắp thuốc đúng 3 tháng trời, cuối cùng cảm thấy không đỡ, nói chung là đau nhức nhối quá. Thưa bác sĩ Ngọc, và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay bằng câu chuyện của hai nhân vật trong phóng sự vừa rồi. Thì rõ ràng là khi mà áp dụng những cái phương pháp mà dân gian, ví dụ như có thể là đắp những cái lá thuốc gì đó hoặc ngay cả châm cứu thì cũng không khỏi, mà còn phải nói là bệnh diễn tiến nặng hơn. Thậm chí là có cái trường hợp như là nhân vật Y Viên vừa rồi thì có thể bị phỏng nguyên một cái mảng lưng lớn. Như vậy thì câu chuyện bắt đầu hôm nay với bác sĩ chia sẻ như thế nào về những nhân vật vừa rồi ạ? Chào quý vị khán giả và chào MC. Hôm nay chúng ta nói tới là những cái sai lầm mà mình trong cái vấn đề đau lưng. Thì hầu như trong cuộc đời của chúng ta ai cũng có thể trải qua cái đau lưng, nhưng mà cái mức độ trải qua có nhiều người là cơn thoáng qua thôi hoặc là đau nhẹ thôi, nhưng mà có một số người ta đau rất nặng, có thể là người ta không đi đứng được. Bệnh đau lưng này bây giờ nó không chừa bất kỳ ai. Thông thường thì cái bệnh này nó ở những cái lứa tuổi trung niên và lớn tuổi thôi, còn những cái lứa tuổi trẻ như thanh thiếu niên nữa là ít nghe tới vấn đề đau lưng. Nhưng đối với cái xã hội hiện nay thì cái đau lưng đối với những em trẻ thì xảy ra rất là nhiều chứ không có ít đâu. Nghe nói là báo động luôn đó. Đó là do cái vấn đề những cái em trẻ, đó là do tư thế sai là chủ yếu. Còn những người mà lớn tuổi, người trung niên á, thì thông thường là do quá trình thoái hóa của xương hoặc là do cái thời trẻ á, người ta họ làm việc quá mức mà sai tư thế nữa. Cái đó dẫn tới cái thời này là xương nó bị lão hóa nhanh, nó bị thoái hóa nhanh và nó gây ra các cái bệnh lý về xương khớp. Thì đối với hai cái nhân vật mà mình mới vừa xem cái phóng sự là cái anh mà ở Đắk Lắk, Đắk Nông á, là ảnh đã bị đắp cái lá cây mà 3 tháng như vậy, đắp riết mà cái lưng phỏng luôn. Trên phóng sự chúng ta thấy cái lưng của ảnh là nó phỏng về luôn. Khi mà tới với chúng tôi là bắt đầu nó mới có phục hồi cái phỏng thôi. Đó cho nên là nóng rát dữ lắm. Tại vì
khi mà mình đau cột sống thắt lưng mà nó lan xuống cái chân á, nó ở cái giai đoạn mà mình tê nhiều á thì nó dẫn tới cái vấn đề là nóng rát giống như là phỏng lửa hoặc là xác ớt luôn. Đã như vậy rồi mà ảnh còn bị đi đắp cái lá cây đắp vào nó nóng nữa, nó cái sức nóng nó còn tăng thêm, nó làm tổn thương, cái là nó tăng thêm cái độ nóng lên làm người bệnh khó chịu lắm. Có nhiều người người ta nó nóng mà phỏng lửa mà mình biết rồi, nóng phỏng lửa chứ không phải nóng là phỏng xong rồi nó phỏng rồi nó dợp lên thì cái nó sau giai đoạn phỏng, còn nó kêu nóng mà tưởng tượng như đang mà lửa mà nó đốt lên trên người mình vậy đó. Thì anh ta là bị do đắp lá nhiều quá nó phỏng về hết luôn. Khi tới chúng tôi thì chúng tôi cho anh sau khôi điều trị những số môn mà nó không có cái tác động sâu được, tại vì nông thôi, vùng nông thôi, tại vì anh bị tội da nó còn non quá, da nó đang liền á. Rồi sau một thời gian thì anh mới trị kéo lưng, rồi những cái phương pháp vật lý trị liệu tác động trực tiếp sâu vào bên trong, thì hiện nay thì anh đã đỡ rồi và anh đã xuất viện đi về rồi. Dạ. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ về câu chuyện vừa rồi. Và trong những cái chương trình trước đây thì chúng ta cũng đã nói rất nhiều về những cái nguyên nhân gây nên tình trạng đau lưng, thí dụ như là thoái hóa cột sống này, rồi thoát vị đĩa đệm, rồi chấn thương, nhưng mà nó lý do gây nên những cái bệnh này thì chưa có đề cập đến nhiều. Và như vậy thì có phải là nó từ những cái thói quen xấu, thí dụ như là ăn uống nè ha, rồi đi đứng sai tư thế, vận động quá nhiều, nó là một cái nguyên nhân chính gây nên cho tình trạng là cơ bắp và khớp xương nó chịu tổn thương và gây nên tình trạng đau lưng hay không? Nguyên nhân giống như MC nói rồi là nó có nhiều nguyên nhân về cột sống thắt lưng lắm, như thoái hóa nè, gai cột sống nè, thoát vị đĩa đệm nè, trượt đốt sống nè, hoặc là chấn thương đốt sống. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái bệnh lý. Còn tại sao mà bị những cái nguyên nhân đó, đó là thông thường là do cái tư thế sai. Tư thế sai là do mình làm việc mình ngồi quá lâu, hoặc là mình đứng quá lâu, hoặc là tác động khác nữa, đó là vấn đề về ăn uống. Ăn uống nó cũng sai tư thế dữ lắm, nó cũng làm cho ảnh hưởng về cái vấn đề đau cột sống, đau lưng dữ lắm. Chẳng hạn như ăn uống thiếu chất. Có một số người á, người ta họ cảm thấy họ đau lưng, cứ đi khám người ta nói là, bác sĩ nói là thoái hóa. Cái bệnh nhân tự tưởng tượng thoái hóa có nghĩa là bị đóng vôi, cho nên là mình mà ăn nhiều cái hải sản chẳng hạn, hoặc là ăn nhiều cái có chất mà có canxi á, thì sợ, hoặc là uống canxi cũng không dám uống, là sợ là nó sẽ nhiều quá, nó dư chất, cái nó mọc ra cái gai còn nặng hơn nữa. Thực sự đó là cái sai suy nghĩ rất là sai, là do mình thiếu nó mới mọc ra, còn đủ chất thì nó sẽ không, nó kìm lại ở mức đó, nó không cái gai nó không tủa ra nữa, nó không mọc ra nữa. Và cái tiếp theo nữa, thông thường là ở phụ nữ dễ bị vấn đề loãng xương lắm, là do là người ta rất là sợ ánh nắng mặt trời, đi đâu là người ta bao bịch kín mít hết. Mà ánh nắng mặt trời á, nó sẽ có cái vitamin D, mà vitamin D ví dụ mình ăn uống có cái chất có canxi đi, mà mình không có vitamin D dẫn vào thì làm sao mà nó cái xương nó chắc khỏe được. Đó, thiếu chất là cũng không được. Đó, cho nên phụ nữ dễ bị loãng xương, rồi nó gây yếu, rồi gặp một cái tư thế sai thì nó sẽ bị vấn đề về đau lưng, đau cột sống. Còn đối với nam giới á, thì thông thường là do làm nặng quá mức, làm nặng mà để lâu ngày thì nó dẫn tới vấn đề là sai tư thế. Nhưng mà một số người cứ nghĩ là cái bệnh lý mà đau lưng á, nếu mà mình không đi điều trị thì nó sẽ mình chịu cái cơn đau đó, chứ không phải là nếu mà không trị sau này mình sẽ chết. Người ta cứ nghĩ vậy, không phải. Đó là những cái sai lầm hết. Nếu mà mình đau lưng mà mình không trị thì sau này nó sẽ để lại biến chứng là tàn tật. Dạ. Ảnh hưởng rất là nhiều. Dạ. Và chút xíu nữa đây thì chúng ta cũng sẽ nói rõ hơn về những cái biến chứng của tình trạng này. Và nếu như bây giờ người bệnh mà không có đi chữa trị kịp thời thì bây giờ bác sĩ sẽ nói rõ hơn về những cái tình trạng và biến chứng có thể xảy ra. Đó, giống như tôi nói á, đó là mình cứ nghĩ là đau lưng là mình chịu cơn đau, không phải. Đau lưng á, nếu mà mình không điều trị thì nó dẫn tới là đau mông, đau đùi, đau bắp chân, đau cẳng chân và đau bàn chân. Mà khi mà nó đau lan xuống đó rồi, người ta hay còn gọi là đau dây thần kinh tọa. Trong y học á, người ta gọi là đau dây thần kinh hông to. Dây thần kinh lớn nhất trong cơ thể, nó đi từ lưng, nó lan xuống mông, xuống đùi, xuống chân. Mà do nó bị tổn thương từ trên cột sống thắt lưng, chẳng hạn như mà giống cái nguyên nhân mà ta nói như là thoái hóa cột sống, hoặc là gai á, thông thường mọc ở phía trước và mặt bên thôi, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ có những cái gai nó mọc ở phía sau lưng. Cái sau lưng nó đâm chòi ra, mà phía sau lưng là đường đi của cái dây thần kinh, nó lan xuống mông, xuống đùi, nhưng mà cái gai nó đâm vào, hoặc là đĩa đệm
cứ đốt sống đĩa đệm, đốt sống đĩa đệm, nó xếp chồng lên nhau, nó tạo thành cột sống. Nhưng khi mà chúng ta mà bị đĩa đệm nó bị thoát ra, nó phình ra thì nó chạm vào cái đường đi của cái dây thần kinh đó, thì nó sẽ cũng gây chèn ép từ lưng xuống chân. Đó là người ta gọi là dây thần kinh tọa đó. Đó, khi mà đã mà ảnh hưởng tới cái dây thần kinh tọa rồi á, thì người bệnh có cái cảm giác là đau từ lưng xuống chân. Có người thì đau một chân, có người đau hai chân, nhưng mà để lâu nữa thì nó sẽ gây ra tình trạng tê. Tê dữ lắm. Có nhiều người là ngồi cũng tê, đứng cũng tê, mà nằm cũng tê. Nhưng mà có một số người là người ta đi người ta mới tê. À, người ta đi càng lâu người ta mới tê, hoặc là đứng lâu người ta mới tê, hoặc ngồi lâu người ta mới tê. À, trường hợp mà nặng nữa là giống như tôi nói ban đầu là tê kèm theo là nóng rát. Nóng rát giống như là xác ớt phỏng lửa, nóng dữ vậy, nóng dữ dội lắm, nóng người ta không ngủ được đâu. Đó, thứ nhất là nó gây ra tình trạng mất ngủ. Mình đang ngủ, cái nó nhức quá rồi thôi mình ngồi dậy luôn, mình không thể nào mình ngủ nữa. Đó là ảnh hưởng tới giấc ngủ, là ngày hôm sau cái khả năng làm việc của mình nó không được tập trung. À, cái tiếp theo nữa là mà để mà nó lan xuống chân như vậy thì đi đứng nó khó khăn, mà đi đứng nó khó khăn thì nó sẽ dẫn tới cái vấn đề là teo cơ, mà teo cơ thì dẫn tới cái vấn đề là cứng khớp và yếu liệt. Đó, tới nó yếu rồi. Thông thường á là cái mình có thể mình đi đứng thoải mái, nhưng mà những người mà đau thần kinh tọa thường là đi yếu lắm. Đi hai chân người ta nói người ta không có cái lực, hoặc là người ta đi bằng cái gót chân người ta đi không được, hoặc là đi bằng cái mũi chân người ta đi không được, tùy theo cái mức độ tổn thương của cái dây thần kinh L4 hay L5 trên cột sống thắt lưng mà nó chi phối xuống. Cho nên là nếu mà không điều trị thì nó dẫn tới yếu liệt, chứ không phải là không điều trị là thôi kệ, là mình vẫn đi đứng được mà mình chịu cơn đau, không phải. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và trên thực tế thì cũng đã có rất là nhiều bệnh nhân đến khám điều trị tại những khoa cơ xương khớp và các bệnh viện lớn nhưng mà cũng không khỏi. Rồi lại có những bệnh nhân phải lựa chọn phương pháp phẫu thuật, nhưng mà khoảng chừng 2-3 năm sau phẫu thuật thì lại bệnh nó lại trở lại và những cái cơn đau lưng nó lại tiếp diễn. Thì bác sĩ có thể chia sẻ vì sao mà sau phẫu thuật thì bệnh nhân lại tiếp tục và có những cơn đau như vậy? Thông thường á, là khi mà mình bị đau cột sống rồi á, nó có hai phương pháp để chúng ta lựa chọn. Một là chúng ta chọn phương pháp phẫu thuật, còn hai là chúng ta chọn cái phương pháp bảo tồn, là vật lý trị liệu. Chứ phải bảo tồn mình đi đắp lá, đi nghe ông thầy này là chạy tới, ông thầy kia là chạy tới, không phải đâu. Nếu mà mình chọn đi đúng đường đúng hướng thì không có vấn đề gì hết. Còn những cái trường hợp mà quá nặng là chúng ta phải phẫu thuật, chẳng hạn như là để đau cột sống thắt lưng mà đau lâu ngày lâu quá đi, nó dẫn tới cái là mình đi tiêu tiểu không có tự chủ nữa, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng đó là nặng rồi, tại vì nó không kiểm soát được nữa, thì lúc đó chúng ta phải phẫu thuật. Hoặc là các cái vấn đề mà chấn thương cột sống chẳng hạn thì chúng ta cũng phải phẫu thuật. Còn trượt đốt sống quá mức ở độ 2, độ 3 thì chúng ta phải phẫu thuật rồi. Còn đối với những trường hợp mà mình thoát vị đĩa đệm thông thường thôi, hoặc là những bệnh lý mà thoái hóa gây cột sống, thì mình nên điều trị bằng cái phương pháp bảo tồn. Cái biến chứng của cái phẫu thuật là trước khi mình phẫu thuật là bác sĩ cũng có cho mình một cái tờ giấy cam kết đồng ý, thì 5 năm thôi, trong vấn đề phẫu thuật không thể nào nói được đâu. Cho nên là phẫu thuật thì có người ra người ta vẫn khỏe mạnh, sống vài năm, người ta vẫn làm việc bình thường. Nhưng có một số người là phẫu thuật ra đã đau giống y chang vậy rồi, nhưng mà có một số người 2-3 năm sau người ta không mới đau, hoặc là người ta đang bình thường là người ta chỉ đau cái lưng thôi, đi phẫu thuật xong người ta có thể là ảnh hưởng xuống cái chân, người ta đi đứng khó khăn, đi đứng không được, có người phải ngồi xe lăn. Đó là cái biến chứng của nó. Tốt nhất đó là mình mà bị về cột sống rồi mình phải nên đi khám chuyên khoa để cho mình biết chính xác mình bị cái gì, để mình có cái phương hướng là điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu, nó vừa an toàn mà nó vừa điều trị tận gốc nữa. Có nghĩa là bây giờ mình đang thoát vị L4, L5 chẳng hạn vậy, thì nếu phẫu thuật thì người ta cắt cái phần lồi của cái đĩa đệm L4, L5 ra. Nhưng mà nếu chúng ta chọn sợ, chúng ta không thích can thiệp phẫu thuật, thì chúng ta sẽ dùng máy kéo giãn, vật lý trị liệu và dùng những cái máy kéo giãn tập trung vào cái đốt L4, L5. Hoặc là dùng tay, các kỹ thuật viên đây người ta dùng tay là sẽ tách ra hai cái mõm gai để đẩy cái đĩa đệm nó vào. Để đẩy cái đĩa đệm nó vào thì nó sẽ mỗi ngày thì cái đĩa đệm nó sẽ vào từ từ, chứ nó không thể là một lần giống như phẫu thuật được. Đó, nhưng mà nó không đụng tới dao kéo thì không ảnh hưởng tới các cái phần mềm xung quanh. Còn khi mà mình phẫu thuật thì các phần cơ khi mà xong phẫu thuật thì bắt đầu co rút lại. Nó cứng lắm, nó cứng mà lưng của chúng ta nó không có được có cái độ đàn hồi giống như trước khi mình phẫu thuật. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những thông tin. Và thưa quý khán giả, thông qua số điện thoại của chương trình thì cũng đã có những khán giả gửi câu hỏi đến để nhờ bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc chia sẻ và tư vấn giải đáp thắc mắc. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời câu hỏi của khán giả đầu tiên trong chương trình hôm nay ạ.
tôi bị thoái hóa cột sống lưng, bị thoái hóa cột sống lưng M47 á, mà đi châm cứu với lại đi cấy chỉ cũng cả 4-5 tháng nay rồi mà sao nó vẫn đau lại á. Mà không biết cái đi cấy chỉ nó có tác dụng giống như bên châm cứu không? Muốn hỏi bác sĩ như vậy và điều trị cái cách nào để tốt nhất không ạ? Dạ, xin được cảm ơn câu hỏi vừa rồi của khán giả, mời bác sĩ Ngọc ạ. À, chào anh, thì anh đã bị thoái hóa cột sống thắt lưng. Anh đó L47, lưng nó không có tới số 7 đâu, nó có tới L5 là hết rồi. Thì thoái hóa cái đốt sống nào đi chăng nữa thì nó cũng gây đau cái vùng cột sống thắt lưng hết. Còn anh mà đi hiện tại anh đang cấy chỉ với châm cứu, thì cấy chỉ là chỉ từ bên ngoài nó cấy vào trong cái lưng của mình và nó để luôn rồi nó tự tiêu. Nhưng mà thông thường thì nó đâu có tác động được sâu bên trong. Ví dụ như mình đang đau, mình cấy chỉ, mình châm cứu thì nó sẽ tác động ở bên ngoài thôi. Thì nó sẽ làm cho mình đỡ đau tạm thời, nhưng mà sau thời gian nó cũng sẽ đau lại thôi. Còn tốt nhất là anh nên lựa chọn cái phương pháp gọi là vật lý trị liệu, để mà mình sẽ kéo giãn ra từ cột sống của anh, nó có độ đàn hồi, nó sẽ đưa ra đi vô như thế này. Khi mà chúng ta đau lưng là nó có cái vấn đề là chèn ép rồi, mà chèn ép thì bây giờ anh sẽ dùng cái máy kéo ra cho đến nó khai thông, cho nó giải phóng cái chèn ép đó, thì lúc đó nó mới hết thôi. Chứ anh cái chỉ, anh châm cứu, anh làm những cái môn giống như anh nói thì nó cũng sẽ không hết, nó tác động bên ngoài nó, nhưng mà nó sẽ đỡ thôi ha. Chẳng hạn như trên phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi thì cũng có những cái môn như đắp sáp paraffin trị liệu. Chẳng hạn đau lưng thì chúng tôi sẽ đắp nguyên một cái miếng sáp bự vậy nè, nóng ấm. Để ngay cho cột sống thắt lưng của anh là để cho nó mềm cơ ra, ủ giống như ủ vậy đó, mình ủ cho nó mềm cơ ra, sau đó dùng máy kéo ra thì nó rất là hiệu quả. Đó, nó cũng là vừa giúp cho cái môn kéo nó hiệu quả, mà nó cũng vừa giúp cho anh trong cái vấn đề đang đau, mà có những cái tác nhiệt nó tác động vào cái lưng thì nó sẽ làm cho chúng ta đỡ đau thôi, chứ còn để tận gốc thì nó không tận gốc được, phải dùng máy kéo, phải dùng kỹ thuật viên, nó có những cái phương pháp cao, phương pháp hiện đại là phải kéo tách ra, nắn chỉnh, đẩy cái đĩa đệm L4 đẩy xuống, dùng tay đẩy xuống. Cái đó mình phải xác định được đốt sống à. Đó. Cho nên mình phải có những cái chuyên môn cao. Ngoài ra thì nó có những cái phương pháp như là sóng siêu âm trị liệu, nó cũng tác động sâu vào bên trong luôn. Đợt đó thì nó, khi mà mình chúng ta mà bị đau lưng thì nó gây ra tình trạng viêm rồi. Thông thường khi mình đau lưng đi khám thì bác sĩ cho kháng viêm. Đó, cho nên là nó gây ra tình trạng viêm, thì cái sóng siêu âm đó nó tác động vào ngay chỗ cái viêm á, nó làm giảm đi cái tình trạng viêm. Ngay cả khi mà chúng ta uống thuốc thì nó giảm lại, thay vì chúng ta phải uống thuốc 4 tuần thì chúng ta mới đỡ viêm. Còn cái này nếu mà có kết hợp với cái sóng siêu âm này thì chừng 1 tới 2 tuần là đã hết viêm rồi, nó đỡ cái tình trạng viêm rồi. Mình hạn chế được cái uống thuốc, tại vì khi mà uống thuốc trong vấn đề xương khớp thì nó dễ dẫn tới vấn đề đau dạ dày lắm, và nó nhiều cái bệnh lý khác liên quan kèm theo. Cho nên anh cần phải tới các cái trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu. Anh xem thử nơi nào gần anh thì anh đi. Còn nếu anh có thể quan tâm tới phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh thì có thể ghé chúng tôi, để cho chúng tôi sẽ tư vấn. Và anh đã có phim sẵn rồi, cầm hết tất cả phim ảnh mà theo của anh á, anh đem mang theo để chúng tôi có phác đồ cho điều trị vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu ở đây ha, không phải giống như cái chỉ, như anh nói tới cái chỉ rồi về, không có đâu. Mỗi ngày anh đều phải tới vật lý trị liệu trong vòng trước mắt là 7 ngày. Sau 7 ngày thì chúng tôi sẽ tái khám lại xem là tình trạng của anh nó như thế nào. Chính tự anh cảm nhận mà hôm nay tôi đau nhiều lắm, tôi đi chút xíu là tôi đau rồi. Nhưng mà tôi điều trị vật lý trị liệu được 1 tuần thì bây giờ tôi đi xa hơn. Chẳng hạn vậy, hoặc là lúc trước tôi ngồi ít lắm, tôi ngồi có khoảng 10 phút thôi, bây giờ tôi có thể ngồi 20 phút rồi. Đó. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một khán giả tiếp theo trong chương trình hôm nay. Vâng, chào bác sĩ. Bên Nguyễn Thị Hà, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Là bệnh lý của cô là bị thoát vị đĩa đệm L4 đến L5. Mà cô điều trị Bắc Quỳnh, thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, gọi là tất cả các loại thuốc rồi, mà dư hẳn vẫn chen hai bên mông á. Chen hai bên mông rồi xuống mà tê liệt á. Như được muốn điều trị thì điều trị bằng cách nào ạ? Cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, mời bác sĩ sẽ tư vấn ạ.
Ở cũng khá là xa, ở Túc Nghệ An xa lắm, nhưng mà trường hợp của cô là nó khá điển hình rồi và nó rõ ràng cái bệnh rồi, là cô đã thoát vị L4-L5. Vì cái thoát vị đi đệm L4-L5 mà bây giờ nó chèn xuống mông và chèn xuống hai chân của cô đi đứng rất là khó khăn. Giống như đầu chương trình tôi nói rồi, có nghĩa là do nó chèn ép giữa cái hai cái đĩa đệm đốt sống L4-L5, nó có cái đĩa đệm đó nó chêm lót. Bình thường nó nằm ở cái vị trí này nhưng mà bây giờ nó không nằm ở vị trí này, nó chạy ra ở phía sau. Mà phía sau là đường đi của cái dây thần kinh rồi, cho nên là nó chèn vào cái sợi dây thần kinh, cho nên nó không có thể nào xuống chân, người ta còn gọi là thần kinh tọa đó. Cô có đi đủ rồi nhưng mà nãy giờ cô nói tôi không nghe nói tới là cái vấn đề là cô đi vật lý trị liệu. Chị có uống thuốc đó, uống thuốc rồi để thuốc bắc, thuốc nam, thuốc tây thì uống thuốc, thì giống tôi nói là mình đang đau mình uống thuốc thì nó sẽ ngăn chặn cái cơn đau, nhưng mà hết thuốc nó cũng sẽ tái lại, đâu cũng vào đấy. Mà cái tự vì đĩa đệm nó đã thoát ra ngoài, uống thuốc làm sao nó chạy vô, nó không có cái cơ chế nào nó chạy vô. Một là chúng ta phẫu thuật cắt cái phần đó đi, hai là chúng ta phải nắn chỉnh và tác động vào để đẩy nó. Thì cô phải nên tìm các cái chuyên khoa về phục hồi chức năng vật lý trị liệu để nó có những cái máy móc máy vật lý trị liệu á, nó sẽ có dùng cái máy kéo giãn cột sống, nó kéo ra, nó đẩy cái đĩa đệm L4-5 trở về vị trí của nó. Thì bây giờ cô thoát vị 5mm thì nó đẩy vào còn 4mm, 3mm, 2mm hết hẳn thì nó sẽ không hết hẳn đâu, nó sẽ xuống vào 3mm hoặc 2mm thôi đó, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì, dây thần kinh nó vẫn đi, vẫn lúc đó thì cô đi đứng bình thường. Rồi nó có những cái máy móc khác như là sóng siêu âm trị liệu nè, nó tác động sâu, sóng cao tần nè, hoặc là sáp paraffin trị liệu nè, hoặc là di động đốt sóng là tác động những cái môn mà tác động bằng tay giúp cho cơ nó mềm, sau đó mấy em nó sẽ nắn chỉnh nè. Hoặc là sóng xung kích nó giống như cái súng vậy đó. Ví dụ như cô đang đau hai cái mông phải không, thì cái sóng xung kích này nó bắn vào ở hai cái mông, nó bắn vậy chứ nó êm ái, nó dễ chịu, chứ không phải là bắn là súng bắn là đau, không có đâu, nó dễ chịu lắm đó. Thì những cái nơi nào mà mình được tổn thương thì sẽ có những cái máy móc nó tác động vào, nhiều máy móc lắm, chứ không phải là đơn giản là mình kéo máy hay mình chiếu đèn rồi, không có đơn giản vậy đâu. Nhiều có máy móc mà máy kỹ thuật cao không à, toàn là máy tự động không à, để tăng cường cái sự hỗ trợ phục hồi lại cho đúng bệnh rồi nhân đó, ví dụ như bây giờ cô nói cô yếu, cô nằm liệt hay là cô đi đứng khó, yếu liệt hai cái chân rồi đó. Thì bây giờ cô điều trị đi, cũng ví dụ như một tuần đi, cô thấy bữa nay nè tôi điều trị được một tuần vật lý trị liệu nè, tôi thấy hôm nay tôi đi cái khá hơn rồi, tôi đi có thể là xa hơn rồi, hoặc là cái lực cơ của tôi đi nó rất là mạnh, nó mạnh hơn rồi, đó là tự chính mình cảm nhận luôn. Và nhân đây thì chúng tôi cũng muốn nhắc lại câu chuyện của hai nhân vật trong phóng sự đầu tiên của chương trình vừa rồi. Thì có một thực tế là hiện nay rất là nhiều bệnh nhân sau khi một cái thời gian mà điều trị cái hệ cơ xương khớp bằng đông y rồi bằng tây y, rồi bắt đầu lại quay về những cái phương pháp dân gian, mà chúng tôi thấy là khá là nhiều ở các cái vùng nông thôn, đó là tình trạng mà đắp thuốc rồi đắp lá này kia nọ. Thì với cái suy nghĩ là thôi mình trở về những cái phương pháp này thì có khi nó an toàn hơn, nhưng mà trên thực tế thì khi mà bác sĩ đi gặp phải rất là nhiều bệnh nhân mà có những cái biến chứng khi mà áp dụng những phương pháp dân gian như vậy thì như thế nào? Thông thường á, đối với những người ở dưới quê, người ta thứ nhất là điều kiện người ta không có, cái thứ hai nữa là tiếp cận về y tế nó cũng không cao, cho nên là thông thường là người ta nói là uống thuốc tây người ta sợ, tại vì khi mà đau xương khớp uống thuốc tây nó dễ dẫn tới cái đau dạ dày, đau bao tử, rồi gan, rồi thận, tại vì uống cái này là uống sợ mục xương, sợ loãng xương. Tại vì uống cái này là uống lâu uống dài, chứ không phải là uống giống như bệnh cảm uống 3-4 ngày 5-6 ngày hết, không phải. Cho nên là người ta họ cũng sợ, mà chính vì cái sợ đó cho nên người ta họ có sai lầm. Những cái sai lầm trong điều trị của cái bệnh đau lưng là người ta cứ nghe đâu là chỉ đó. Có nhiều người tôi thấy là đi cái ông thầy nào đó mà về phòng khám, không ghi phòng khám gì hết trơn, ổng là một thầy, ổng điều trị ở nhà, hồi xưa ổng là bình thường thôi, sau này cái tự nhiên ổng có cái khả năng trị bệnh gì đó, cái lên bắt đầu ổng ngồi, những người mà đau lưng nằm sắp xuống cái ổng dẫm lên, hoặc là lấy cái cây gõ bụp 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 bụp, rồi xong cái cho thuốc bao nhiêu liều đó, bao nhiêu thang thuốc vậy đó, rồi về mà đợi lâu thiệt là lâu, có người nhiều người lấy chiếu lấy mền lấy mùng rồi ở đó luôn để đợi họ tới. Cho nên là tốt nhất là mình đã bị đau lưng rồi thì nên điều trị các cái chuyên khoa về có phục hồi chức năng vật lý trị liệu, tại vì vật lý trị liệu thì bây giờ nó cũng phát triển rồi. Trước kia thì mọi người hay nhầm lẫn là vật lý trị liệu là y học cổ truyền đúng không? Y học cổ truyền là đông y. Cái hỏi ra ha, tôi hỏi ra hồi giờ đi trị vật lý trị liệu chứ, tôi trị rồi, hồi đó tôi có đi châm cứu với lại tôi đi sơ bắp bấm huyệt ở dưới tỉnh á.
nhưng mà thực sự không phải. Đó là một cái vật lý trị liệu, nó hoàn toàn là một cái phương pháp tây y, nó không liên quan tới cái vấn đề mà đông y. Đông y nó cũng là một cái phương thức trị bệnh nhưng mà về đông y thôi. Chúng tôi đó là chuyên về cái phục hồi chức năng vật lý trị liệu, là mình đau ở đâu là mình sẽ tác động vào cái điểm đau đó để mà mình nắn chỉnh, mình kéo nó ra để cho nó không có chèn ép. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã có những thông tin đến với chương trình. Và thưa quý khán giả, bây giờ thì chúng tôi cũng đã có điện thoại của khán giả kết nối trực tiếp để đặt câu hỏi với bác sĩ Ngọc trong chương trình hôm nay ạ. Alo, xin chào ạ. Alo. Dạ, xin chào chị, mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ trong chương trình hôm nay. Chị đang gọi từ đâu ạ? Dạ, mình đang gọi từ Đồng Tháp ạ, tôi tên Đỗ Phương Loan, 42 tuổi ạ. Dạ, mời chị Loan đặt câu hỏi ạ. Hôm qua mình có đi chụp MRI ở bệnh viện Hòa Hảo á. Rồi trong kết quả bác sĩ cho biết là thoái hóa cột sống vào lồi đĩa đệm trung tâm, tầng nghĩa là 4 là 5, chèn ép rễ thần kinh là 5 hai bên. Hỏi bác sĩ tư vấn dùm cho em tình trạng như thế này thì chị ở đâu và uống thuốc như thế nào ạ? Cảm ơn bác sĩ ạ. Trường hợp của chị là bây giờ chị ảnh hưởng xuống hai chân cho chị, đi đứng rồi nó khó khăn chưa, hoặc là nó lan đau đau lan dọc xuống hai chân chưa? Dạ có ạ, nó đau từ trên hai cột sống xuống hai bên mông và xuống dài xuống chân bên phải luôn ạ, tê luôn ạ. Thì nếu mà trên cái phim chị đọc á thì cũng không đến nỗi nặng lắm đâu, là mới có lồi đĩa đệm L4 và L5 thôi. Những người khác là người ta thoát vì đĩa đệm ra, là cái nhân bên trong nó thoát ra bên ngoài. Mà có nhiều người là thoát rất là nhiều tầng L4 và L5, L5S1, còn chị thì một đĩa L4 và L5 thôi, thì cũng không có vấn đề gì. Bệnh này của chị thì cái khả năng điều trị phục hồi nó rất là cao, khoảng 80-90%. Có thể là bây giờ chị đang lồi ha, chứ điều trị xong sau khi chụp ít của MRI rồi cộng hưởng từ MRI lại có thể là không lồi. Nhưng mà khi mà mình thoát vị đĩa đệm á, mình chụp lại á, thì đang 5mm thì xuống 3mm, 2mm. Còn lồi á, thì có một số người ta vẫn điều trị hết bằng cái phương pháp vật lý trị liệu á chị. Thì tốt nhất á, là chị đã có cái phim hôm qua rồi. Nếu á, mà chị có cái dịp mà vào Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh á, chị có thể cầm cái phim MRI hôm qua chị khám á, đem hết lên cho tôi xem, thì tất cả toa thuốc nữa lên cho tôi xem, để là mình phải nên điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu thôi. Chứ còn uống thuốc thì hết thuốc nó cũng đau lại, tại vì chị bị lồi đĩa đệm là đĩa đệm đang ở bình thường ở cái tư thế này nên nó phình ra rồi, nó phình ra bên ngoài mà nó đường đi của nó đụng vào cái dây thần kinh cho nên nó mới ảnh hưởng xuống cái chân của chị. Nếu mà nó chưa có ảnh hưởng dây thần kinh thì nó đau ở cái vùng lưng thôi, còn chị đã đang xuống chân rồi cho nên là nó chèn ép, người ta gọi là thần kinh tọa đó. Thì bây giờ chị phải vật lý trị liệu, nó có những cái máy móc nó tác động vào á chị, nó sẽ kéo giãn cái lưng chị ra, thì nó sẽ hình bây giờ cái khi mà chị bị thoát vì đĩa đệm là cái khoang đĩa đệm nó bị hẹp rồi, cho nên mình kéo giãn nó rộng ra thì đĩa đệm nó có chỗ nó chạy vào vị trí của nó lại được. Và sẽ dùng những cái máy móc như là sóng siêu âm nè, sóng ngắn trị liệu nè, sáp paraffin nè, nhiều môn lắm tác động vào cái lưng của chị. Vật lý trị liệu đây nghe nó kéo giãn sợ đau chứ không phải êm ái mà dễ chịu lắm. Ví dụ như chị đang đau như vậy đó, chị điều trị khoảng chừng một tuần thôi là chính chị cảm nhận luôn, mình cảm nhận là mình đang đau đó, bên này mình thấy giảm nhiều rồi, chứ còn uống thuốc thì thấy giảm đó nhưng mà sau này nó cũng sẽ tái lại thôi. Đó cho nên là chị, nếu mà chị chưa có tới kịp thì trên trang web của chúng tôi chị có thể gõ là phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức, tôi có các cái bài tập á, có cái bài tập của cột sống thắt lưng, thì chị có thể tập theo ở nhà đi, rồi khi nào chị sắp xếp được á là chị có thể tới với chúng tôi. Đặc biệt là phòng khám của chúng tôi thì có cái chỗ lưu trú cho bệnh nhân ở xa. Giá thành nó cũng không cao lắm đâu, nó có khoảng có 50-70 một ngày thôi. Và cái điều trị này á, thì một môn chẳng hạn như một lần kéo lưng là 50.000, một lần siêu âm trị liệu là 50.000, một lần chạy điện theo dây thần kinh tọa đó là 50.000. Thì của chị mà lưng xuống chân thì nó tầm khoảng 5-6 cái môn chuyên môn, 6 cái phác đồ thì nó khoảng 250-300.000 đó. Một ngày thì trước mắt là chị sắp xếp 7 ngày đi. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn và cảm ơn chị Loan đã gọi điện thoại từ Đồng Tháp đến với chương trình. Thưa quý khán giả, và rõ ràng là trong thực tế thì có rất là nhiều những cái sai lầm trong điều trị đau lưng. Và trước khi chúng ta cùng tiếp tục cuộc trao đổi với bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự tiếp theo của chương trình. Yvin quê ở Đắk Nông là một trong rất nhiều trường hợp bị di chứng vì đắp lá thuốc khi đến điều trị tại phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến đây điều trị, Yvin đã đi chữa trị rất nhiều nơi, từ các bài thuốc dân gian như đắp lá thuốc, xoa bóp, bấm quyệt, châm cứu, nhưng bệnh không giảm mà ngày một nặng.
đắp thuốc 3 tháng trời, cuối cùng không thấy bớt, sau đó lại lên ở bệnh viện Đắk Nông nữa, nằm một mười mấy ngày cũng không thấy bớt nữa, sau đó về nhà uống thuốc riết, sau đó cũng không thấy bớt, sau đó lại nằm bệnh viện Đắk Nông nữa, sau đó lại cảm thấy lên trong TV cái bệnh viện Ngọc Đức này, sau đó điện, sau đó lên xuống trên này, bữa nay điều trị được 8 ngày, cũng cảm thấy trong người cũng cảm thấy đỡ hơn. Hiện nay, việc điều trị bệnh lý xương khớp bằng vật lý trị liệu được đánh giá là hiệu quả, an toàn với sức khỏe của người bệnh. Nguyên lý của phương pháp này là nắn chỉnh để khôi phục khả năng tự điều chỉnh và chữa lành cơ thể. Theo đó, quy trình điều trị bao gồm xoa bóp, bấm quyệt, kết hợp vật lý trị liệu hiện đại như máy kéo giãn, giảm áp cột sống, công nghệ sóng hồng ngoại, V3, sóng xung kích software và điều trị laser để tác động lực chính xác vào điểm sai lệch bên trong, chỉnh sửa cấu trúc, giải phóng áp lực. Phương pháp này đã chữa lành cho nhiều bệnh nhân nặng mãn tính. Tại phòng khám chuyên khoa Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thường ngày tiếp nhận từ 60 đến 70 bệnh nhân có vấn đề về cơ xương khớp. Người bệnh sau khi được thăm khám sẽ được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các bài tập kết hợp với máy móc công nghệ như sóng siêu âm, xung kích software, tia laser, điện xung để giảm đau, tăng cường sức khỏe xương khớp, kích thích cơ thể tự phục hồi trong thời gian ngắn. Sau một đợt điều trị từ 7 đến 12 ngày, bệnh nhân đã có thể trở về với cuộc sống sinh hoạt bình thường. Máy móc ở đây cũng cảm thấy đầy đủ, với lại bác sĩ ở đây cũng tận tình với bệnh nhân, họ chăm sóc đều đúng thao tác theo yêu cầu của mình, cảm thấy cũng đạt với yêu cầu so với căn bệnh của mình. Đi lại thì cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn, không bước đi nó cũng bước chân thấy nó cũng không thấy còn đau như trước nữa, nó thấy cũng thoải mái hơn, mình quay lưng nó cũng không thấy đau nữa, như cuối mình cũng không thấy đau nữa. Như vô tình cái là tôi có vô tiếng là tôi mới thấy phòng khám Ngọc Đức này như vậy, cái là bắt đầu tôi xuống, mà lúc tôi xuống là con tôi nó phải đi theo, nó cõng chứ đi không được, nó bị tê liệt cái chân, nó đi không được. Thời gian ban đầu là tôi khám khoảng 4 ngày đầu, 3 ngày đầu là bắt đầu tôi thấy em, là ngày thứ tư là nó bớt hẳn. Là lúc ban đầu tôi xuống chỉ có 10 ngày thôi, tôi nằm ở tại đây 10 ngày công việc nhiều quá là tôi thấy bình thản, rồi tôi về sau là tôi ở nhà 1 tháng là bắt đầu xuống, tôi phục hồi lại là đúng 1 tuần, rồi tôi về tiếp, tôi về nhà tiếp, vậy là tôi ở nhà tôi làm đúng 1 tháng rưỡi là tôi xuống đây, tôi phục hồi lại, bữa nay là ngày thứ tư, rồi chắc có lý là tôi phục hồi chừng 2 ngày nữa là tôi về. Chứ sức khỏe mình thì bây giờ đã bình thường, công việc mình làm thì cũng bình thường. Thưa khán giả, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình hôm nay với những sai lầm trong điều trị bệnh đau lưng với bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối máy với khán giả trong chương trình ạ. Alo. Dạ. Dạ, xin chào anh, mời anh đặt câu hỏi với chương trình. Vâng, cho nên là tôi là Lê Văn Hoàng, tôi ở thành phố Buôn Ma Thuột. Tôi năm nay là 58 tuổi. Năm nay là tôi 58 tuổi mà tôi bị đau lưng như... Dạ anh cứ nói đi, anh đừng chờ tiếng trong TV mình à. Đau lưng 3 năm nay rồi mà tôi cũng uống thuốc, bốc thuốc, châm cứu rồi là lẻ huyệt không khỏi. Nhưng mà vừa rồi là tôi có đi lên bệnh viện đa khoa của thành phố, tôi có chụp một cái phim âm dây, người ta có kết luận là thoái hóa cột sống đĩa đệm, cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm dạng nốt MRG vào thân sống L1, L2, L3, nồi đĩa đệm tầng D 12, L1, L1, 2, L2, 3, L5, S1, không chèn ép các cổ rễ thần kinh. Nhưng mà vẫn nó cứ đau miết, nó cứ đau miết, nhất là về buổi sáng hoặc là cúi quét cái nhà hay là chỉ xách cái gì cỡ 5 kg thôi là nó đau. Nó đau thì không đổi, cứ toàn là phải uống thuốc giảm đau, hết thuốc cái này. Bây giờ cái phương hướng của tôi có thể điều trị như thế nào? Có phải mổ không, hay là điều trị bằng thuốc gì, cách nào cũng nhờ bác sĩ tư vấn ạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, chào anh. Thì cái bệnh của anh thì hôm anh mới vừa đi chụp MRI là nó ra rất là rõ rồi, là anh có những cái nốt
trên cái phim á thì thấy có những cái nốt chấm á, màu đen 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 ở ngay đốt L1, L2 và L3. Cái đó thì nó ở ngay cái thân sóng, nó ở trong cái thân sóng, nó không có phải là ở phần mềm đốt sóng hay đĩa đệm. Cái đó thì nó mình không can thiệp được. Mà thông thường có một số người á thì người ta cũng bị cái đó, nhưng mà nó không có chèn ép, nó không ảnh hưởng gì thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng sau này mình vài năm sau mình nên chụp lại một cái cộng hưởng từ em ra, mình xem thử là cái nốt đó nó có phát triển hay không. Còn cái mà quan trọng nhất của anh đó là ăn thoát vị đĩa đệm D12L1 là cái phần đoạn trên. D12L1, L1, L2 và L5S1 có nghĩa là anh thoát vị ba cái đĩa đệm. Nhưng mà nó không gây chèn ép cho thần kinh. Chính vì không gây chèn ép thần kinh nó mới không lan tỏa, nó không làm cho mình yếu liệt hoặc là đi đứng khó khăn. Trường hợp của anh thì nó dẫn tới vấn đề đau lưng thôi. Đau lưng của anh đó là bây giờ mình đã có cái bệnh rõ ràng rồi thì anh nên điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu. Chứ bây giờ anh đi rất là nhiều nơi rồi nhưng mà anh đâu có cái môn nào mà anh tác động trực tiếp vào cái đốt sóng đâu. Mình đã thoát vị ba cái đĩa đệm thì mình ở đây mình sẽ có những cái kỹ thuật, có những cái máy móc nó sẽ tác động vào ba cái đốt sóng, ba cái đĩa đệm mà của anh bị thoát vị á. Sẽ có những cái máy kéo giãn cột sống để kéo tách để cho cái ba đĩa đệm đó nó tốt là nó không có chèn ép vào dây thần kinh. Thì bây giờ mình cố gắng mình kéo đi cho nó trở về cái vị trí bình thường của nó nữa thì các cái cơ bám xung quanh cái lưng của anh nó không co thắt, mà nó không co thắt thì nó sẽ không đau. Tại vì á khi mà mình đã lồi đĩa đệm ra rồi, mình phình đĩa đệm ra rồi thì nó các cái cơ xung quanh cái đốt sống và đĩa đệm thì nó sẽ có những cái dây chằng bám, rồi sau đó là những cái cơ đó. Nhưng mà khi mà đau thì tất cả dây thần kinh nó sẽ kích thích, nó làm cho cơ nó co thắt lại đó. Thì chúng tôi sẽ có cái sóng siêu âm trị liệu á, nó sẽ làm giảm cái co thắt. Hoặc là sáp paraffin trị liệu, mình ủ cho nó mềm thì cơ nó cũng sẽ mềm ra, thì nó không co thắt thì nó sẽ không gây đau. Đó, có những cái phương pháp mà tác động trực tiếp như vậy thì cái bệnh của mình nó mới thuyên giảm và nó sẽ hạn chế cái vấn đề uống thuốc hoặc là giúp cho anh có thể đi làm việc lại bình thường. Chứ còn nếu mà anh điều trị sai cách hoặc là cứ ở dưới quê, dưới tỉnh mà cứ điều trị đắp lá hoặc là cứ sợ thuốc Tây uống đông y chẳng hạn vậy thì nó sẽ không hết đâu, mà hết thì nó cũng sẽ đau lại thôi. Cho nên anh cần phải điều trị bằng cái phương pháp và phục hồi chức năng vật lý trị liệu để cho có những cái máy móc nó tác động trực tiếp vào cái nơi tổn thương của anh. Tại vì anh có bệnh của anh nó khá rõ rồi, nếu có dịp nào vào Sài Gòn thì anh có thể là cầm phim ảnh đồ mình đã chụp rồi á tới chúng tôi xem, thì chúng tôi sẽ cho cái phác đồ điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu cho cái bệnh của anh về anh có thể là đi làm việc lại bình thường. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị khán giả, chúng tôi cũng đang kết nối máy với một khán giả tiếp theo muốn đặt câu hỏi với bác sĩ Ngọc ạ. Alo. Xin chào khán giả. Alo. Dạ, mời khán giả đặt câu hỏi bác sĩ đây ạ. Dạ bác sĩ, tôi đang ở tôi 61 tuổi, tôi ở Bình Phước. Dạ. Tôi bị đau lưng á, mà đi chụp MRI cũng cách đây năm mấy 2 năm. Yeah. Bác sĩ kêu là tôi mổ là hẹp đĩa đệm hay là một là em là năm đó. Rồi tôi cũng chưa có tiền để mổ nên mà tôi muốn giờ muốn tư vấn nhờ bác sĩ hỏi coi là bây giờ nó nhức xuống chân, bắp chuối chân rồi đau bắp cái mông mình đó bác sĩ. Yeah. Bây giờ muốn có tập dịch lý trị liệu có hết hay là khỏi mổ được đó bác sĩ? Mà trường hợp cảm ơn bác sĩ. Chị ơi, chị bây giờ chị có đau xuống hai cái chân mà giờ nó có teo cơ chưa hay là vẫn nó đi đứng? Thấy, nó cũng có thấy teo bớ cơ hơn mỗi lần á. Mà đi đứng thấy nó yếu hơn phải không? Yếu đúng là ngồi xuống đứng dậy cũng khó khăn lắm. Rồi chị là bị thoát vị đĩa đệm từ L1 cho tới L5 luôn hả? Dạ. Trường hợp của chị thì bác sĩ đã nói chị phẫu thuật rồi, nhưng mà do cái điều kiện của mình không có cho nên là chị sợ phẫu thuật. Nhưng mà tốt nhất của chị là chị nên điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu đi, nó vừa cái chi phí nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho mình mà nó cũng không đụng tới dao kéo. Rồi khi nào mà điều trị vật lý trị liệu nó không được nữa thì lúc đó mình hãy đi phẫu thuật. Chứ còn phẫu thuật rồi mà do là chị cũng chưa phẫu thuật ấy, chứ phẫu thuật rồi nhiều lúc là có một số người là đau cái chân nhưng mà phẫu thuật xong nó đau nặng hơn, từ đó là gọi là không thành công. Tại vì không phải là do bác sĩ dở đâu, mà là do là cái bệnh của mình nó phức tạp hoặc là cơ địa của mỗi người đáp ứng mỗi khác đó. Cho nên là
trường hợp của chị là điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu gì ở Bình Phước hả? Thì mình xem thử là ở đó có cái vật lý trị liệu hay không. Còn nếu không có cái dịp nào vào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh thì chị có thể cầm phim ảnh theo hết. Thì cái trường hợp giống như chị nói thì điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu được. Ngay cả tôi có tiếp nhận là những người mà thoát vị năm đĩa giống chị đó, mà cả lưng năm đĩa, cổ năm đĩa, nói chung là có bao nhiêu đĩa là người ta bị hết bấy nhiêu, mà đi đứng, người ta đi ngồi xe lăn luôn đó, mà người ta trị người ta vẫn đi đứng được, nhưng mà nó hơi yếu một chút xíu thôi, chứ còn để hết hẳn thì khó. Còn trường hợp của chị thì đang vẫn đi đứng được, nhưng mà đi đứng nó yếu thôi, thì mình ráng làm sao mà điều trị để cho mình đi đứng lại bình thường rồi để mình làm việc. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã tư vấn. Có thể thấy rằng là điều trị về những cái bệnh lý về xương khớp bằng phương pháp bảo tồn vật lý trị liệu thì đã giúp cho những bệnh nhân có thể là phục hồi khá là nhanh. Như vậy thì bác sĩ có thể cho biết rõ hơn về quy trình điều trị bệnh tại phòng khám Ngọc Đức thì như thế nào? Thông thường á, là phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi á, nghe nó vật lý trị liệu thì nó chung lắm, nó điều trị rất là nhiều bệnh chứ không phải là về cái vấn đề đau lưng, đau cột sống đâu. Nếu mà đau lưng, đau cột sống á, thì sẽ có những cái máy móc nó tác động, như là sóng ngắn trị liệu, sóng siêu âm trị liệu tác động sâu vào bên trong á, hoặc là máy kéo giãn cột sống, nhưng mà ở đây chúng tôi là máy kéo giãn tự động. Chứ không phải là máy kéo giãn bằng tạ hoặc là những cái máy của châu Á là không có đâu, chúng tôi là máy bằng cảm ứng hết, dùng bằng cảm ứng từ hết á. Có những cái máy mà bây giờ nó mới hòa nhập vào Việt Nam thôi, đó là máy sóng xung kích, thì chúng tôi cũng đã có ở tại phòng khám Ngọc Đức của chúng tôi rồi. Khi mà nói tới vật lý trị liệu thì nó có rất là nhiều bệnh, chẳng hạn như là bệnh đau cột sống cổ. Do cái thoái hóa thoát vị đi đệm cột sống cổ vẫn điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu, hoặc là chúng ta bị rối loạn tiền đình là đi chúng ta xây sẩm hay té hay choáng vậy đó, hoặc là bị viêm chu vi khớp vai là cái vai của mình không đưa lên cao được, không có với ra sau được, không có chải đầu được, các cái cử động của khớp vai nó khó khăn, người ta gọi là viêm chu vi khớp vai. Chúng tôi vẫn điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu, cũng vừa kết hợp máy, là ở máy đây không giống như là chúng ta phải kéo giãn đốt sống thì nó đâu ảnh hưởng gì tới đốt sống đâu. Chúng ta phải sao có sóng siêu âm trị liệu tác động vào cái điểm viêm, và sau đó chúng ta sẽ tập vận động. Hoặc là đối với những người bị tai biến mạch máu não, yếu nửa người một bên, nó cũng phải cần tới vật lý trị liệu. Nhiều lắm, vật lý trị liệu nói ra là kể không hết đâu. Hoặc là những người bị thoái hóa khớp gối, đau khớp gối, dẫn tới là để lâu ngày quá khớp gối nó bị cong, hay giống như người ta gọi là vòng kiềng. Tại vì bình thường người ta thẳng đó, nhưng mà đau đau lâu ngoài nó bị lệch, người ta cứ chịu lực ở một hướng á, nó dẫn tới là nó cong khớp gối, rồi gai xương gót, nó còn nhiều lắm. Đối với những người mà đau lưng á, mà chúng ta phải nên điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu, tìm những cái nơi nào phòng khám hay bệnh viện nào mà uy tín mà có những cái trang thiết bị hiện đại á, để chúng ta điều trị nó mới triệt để, nó mới tận gốc được cái bệnh đau lưng của mình. Chứ còn mình không biết là đi đắp lá cây hay uống thuốc ngoài thì hết thuốc nó cũng sẽ đau lại thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã có những thông tin chia sẻ với chương trình, và chúng tôi lại kết nối máy với một khán giả tiếp theo để đặt câu hỏi bác sĩ Ngọc ạ. Xin chào khán giả. Alo. Dạ, alo, em nghe. Em chào. Rồi, xin mời khán giả sẽ đặt câu hỏi nha. Dạ, em là Nguyễn Thị Thanh ạ. Dạ. Em đang ở Bình Dương á. Em năm nay 43 tuổi ạ. Dạ. Dạ, em siêu âm, em đi chụp MRI. Em chụp MRI được 4 năm nay rồi. Dạ. Chị nói liên tục đi ạ. 4 năm nay rồi mà em bị có tỷ lệ đẹp N4, N5, tràn dễ thần kinh hai bên ạ. Dạ. Và lách sơ ạ. Mà bây giờ hai cái chân em rất là đau, đi lại ngồi nó đau lắm. Bây giờ em cũng uống thuốc đủ thứ, điều trị ở các bệnh viện và đông y rồi, thuốc tây thuốc bắc nhiều lắm, mà bây giờ hai chân em nó tràn cũng đau lắm, đi lại đau lắm. Thì bác sĩ cho em lời khuyên á, thì em phải điều trị như thế nào để cho bệnh lý của em nó bớt? Tại em là cũng thấy phòng khám Ngọc Đức cũng người ta cũng nói về rất là nhiều. Em hôm nay em muốn được tư vấn cho bác sĩ cho em một lời khuyên để em điều trị thế nào để cho bệnh lý của em có bớt. Dạ. Chào chị. Thì chị nói chung là chị cũng biết tới phòng khám Ngọc Đức rồi, thì cũng nghe người ta nói nhiều rồi. Thì phòng khám của chúng tôi là chuyên điều trị về đau lưng, đau cột sống, nhưng mà điều trị bằng máy móc
nó tác động vào. Chẳng hạn như bệnh lý của chị thì nó quá là khá là rõ ràng, chị thoát vị L4-L5 chèn ép vào rễ thần kinh L4-L5 rồi, thì bây giờ nó ảnh hưởng xuống hai cái chân luôn, đi đứng rất là khó khăn. Mà chị để, chị 43 tuổi thôi, chị để càng lâu thì nó teo cơ nhanh dữ lắm. Mấy người mà trẻ tuổi á, là để cơ nó teo nhanh dữ lắm, tại vì đang trong quá trình mà cơ nó phải vận động, mà bây giờ nó vận động ít đi thì nó sẽ teo thôi. Nó sẽ làm cho cái chân mình yếu, đi đứng rồi khó khăn, rồi nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Cho nên là chị phải nên là dùng một cái phương pháp vật lý trị liệu á, sẽ có cái máy kéo giãn cột sống, kéo cái đốt sống của chị ra, rồi có sóng siêu âm trị liệu tác động sâu vào bên trong để cho nó giải quyết cái tình trạng đau. Nếu mà chị đau ở đùi hay bắp chân á, thì sẽ ủ sáp paraffin ở cái vùng đau đó để cho nó giảm lại cái, nó cắt cái cơn đau đi. Mình đau mà từ lưng xuống chân giống chị mô tả thì sẽ có ở đây, chúng tôi có cái dòng điện trị liệu. Cái dòng điện trị liệu nó đi từ lưng nè, nó có lưng rồi xuống mông, xuống đùi, xuống bắp chân và bàn chân. Nó sẽ đi ở phía nông của cái dây thần kinh, dây thần kinh mà L4, L5 mà bị chèn ép á, nó sẽ ức chế, nó làm giảm đi cái cơn đau của mình. Cho nên là chị phải dùng bằng cái phương pháp vật lý trị liệu để cho cái bệnh của mình nó sẽ thuyên giảm và nó nhanh hết, thì chị cũng đã từng nghe rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho chị Thanh vừa rồi, và chúng tôi lại dành một ít thời gian nữa để kết nối máy với thính giả. Xin chào ạ. Xin chào. Dạ, xin mời bác đặt câu hỏi ạ. Tôi là Nguyễn Đăng Khoa, sinh sống ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, 55 tuổi. Tôi bị thoái hóa đốt sống N4-M5 và thoát vị dưới đệm. Cũng chụp em dài mấy lần rồi, cũng đi siêu âm rồi châm cứu rồi kéo lưng rồi. Trường hợp chú là chú đi siêu âm châm cứu kéo lưng là ở phòng khám đông y hả chú? Đúng rồi, phòng khám đông y. Thì là chú làm siêu âm kéo lưng với châm cứu hả? Siêu âm rồi châm cứu kéo lưng rồi thân, rồi kiểu như cái bây giờ cái mông với cái chân nó bị rùi đâm ấy, cái buốt, thế nên là tôi muốn nhờ bác sĩ xem là tư vấn dùm. Cái trường hợp của chú là chú bị thoát vị L4-L5. Mà rồi, giống như tôi nói á, là một số người á, là đi trong cái phòng khám đông y á, là hỏi là đó ra giống như chú là kéo lưng siêu âm với lại châm cứu, thì nó sẽ giải quyết một phần thôi, nó sẽ đỡ cho chú đau 10 phần là đỡ 1 hoặc 2 thôi. Đó, chứ không thể nào mà nó dứt điểm được cái cơn bệnh cơn đau của chú đâu. Tốt nhất là chú phải nên điều trị bằng cái chuyên khoa về vật lý trị liệu thôi, đừng có liên quan tới vấn đề đông y. Đông y thì nó sẽ châm cứu cũng được chứ không phải là không được, nhưng mà châm cứu thì nó ở bên ngoài thôi, nó sẽ hỗ trợ, nó đỡ đau thôi, chứ còn nó không có giải quyết được cái đĩa đệm L4-L5 nó hết được. Còn kéo thì có, nói chung á là hầu như cái phòng đông y nào nó cũng có nhiều người là kéo tạ, kéo bằng cái tạ nằm, mình kéo bằng có bọc tạ lên, nhưng mà có nhiều người cũng nằm kéo bằng máy, nhưng mà máy đó là của châu Âu thôi đó, châu Á thôi đó, máy gọi là không hiện đại đó. Cho nên là chú cần phải đi tới những cái phòng khám mà có những trang thiết bị hiện đại. Là trường hợp của chú là đau lưng mà xuống mông là phải kéo cột sống thắt lưng nè, để cho nó giải phóng cái sự chèn ép L4-5 nè, phải có sóng siêu âm trị liệu nè, hoặc là sóng xung kích trị liệu mình sẽ bắn vào ở ngay cái điểm đau nè, hoặc là chạy điện trị liệu nè, hoặc là chúng ta dùng sáp paraffin nè, rồi đặc biệt là cái môn mà tác động bằng tay như là môn di động đốt sóng đó, để mà tách cái L4 và L5 ra, đẩy cái đĩa đệm xuống, tác động vào trực tiếp luôn thì mới hết. Chứ còn nếu mà trường hợp của chú thì nó sẽ giảm 1-2 phần thôi, nó không thể nào mà giảm 7-8 phần hay 8-9 phần được. Cho nên là chú cần, là nếu mà có dịp nào đó chú cầm phim theo tới phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi để thăm khám cho, rồi để xem thử cái phác đồ của chú là như thế nào, thì nó cũng chi phí nó cũng không có cao đâu chú. Một môn nó tầm khoảng 50.000, thì trường hợp của chú là khoảng 5-6 môn là khoảng 250-300.000 một ngày, thì trước mắt mình điều trị 7 ngày. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho khán giả vừa rồi. Và quý khán giả thân mến, những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc cũng đã khép lại chương trình truyền hình trực tiếp Bác sĩ Gia đình hôm nay. Nếu như quý khán giả vẫn tiếp tục nhận được những tư vấn của bác sĩ trong chương trình, có thể liên lạc đến về số máy là 02822369898 hoặc là 0906700345. Các bác sĩ ở phòng khám Ngọc Đức sẽ tiếp tục tư vấn cho quý khán giả.
Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Ngọc đã đến với chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau với chủ đề là điều trị bệnh đau lưng hiệu quả. Mời quý vị đón xem và theo dõi với chương trình. Còn bây giờ thì Hoàng Thư xin được kính chào tạm biệt. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức chuyên tư vấn thăm khám và điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, thoát vị địa đệm, thần kinh tọa. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm trong việc thăm khám và điều trị bệnh với các trang thiết bị hiện đại nhập từ châu Âu. Tận tâm y đức trong việc tư vấn thăm khám và điều trị để đạt được hiệu quả trị liệu cao nhất trong việc đem lại sức khỏe, cuộc sống tinh thần một cách mỹ mãn, hạnh phúc cho quý bệnh nhân. Đó là phương châm hoạt động của phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh.